Hello, chào anh em nha. Hôm qua mình lại mách dỗ anh em à, không lên được video cho anh em. Rồi, hôm nay vào đề tiếp anh em nha. Thì đầu video mấy anh em mình nói mấy anh em mới chốt hàng bên mình á, lưu ý giúp mình hàng mình là không ship code anh em nha. Thì anh em chuyển đủ từ 300k trở lên là mình sẽ bao ship cho anh em. Còn dưới 300k thì anh em vui lòng cọc cho mình 30% tùy theo đơn hàng của anh em nha. Ví dụ như anh em chốt cái mã nào mà nó dưới 300k thì anh em có thể chốt chuyển cọc cho mình để mình giữ đơn, ngày mai anh em chốt tiếp rồi chuyển đủ từ 300k trở lên mình bao ship cho anh em là mình sẽ gửi hàng đi. Đấy, mình có thể giữ đơn được nhưng anh em phải chuyển cọc cho mình mới giữ đơn. Còn nếu mà trên 300k thì anh em chuyển khoản đủ luôn mình bao ship nha. Rồi, đầu tiên mình vô cho anh em ba cái kéo. Một cái là size 300 mm. Một cái là size 350 mm, một cái là size 450 mm nha anh em. Đó, ba cái này. Thì mã đầu tiên là mã số 1 nha anh em, 320k nha. Cái này là bộ size 450, miệng đẹp luôn nha anh em. Miệng đẹp luôn, đó, miệng đẹp luôn. Đó, rất là khích luôn nha. Rất là khích. Đó. Nó bị nhâm một tí nhưng mà không ảnh hưởng gì đến kéo nha. Đó. Rồi, cái thứ hai đẹp luôn anh em, size này là size 350. Đó. Còn cái này là size 300. Rất là đẹp luôn. Đó. Ba cái này là còn hoạt động ok hết nha anh em. Mã số 1 320 cho ba cái kéo này nha. 320k. Rồi mã số 2 cho anh em là 4 cái mỏ lít răng. Cái này là size 450 nè. Cái này là 350 nè. Và cái này là 300 mm nè. Rồi cái này là 250 mm nè. Đó, 4 cái. Rất là đẹp luôn, riêng bốn cái này là đẹp hoàn hảo luôn nha anh em. Hoạt động bình thường mình đã đánh dầu sơ rồi, đánh cáp sơ và xoa dầu đàng hoàng cho anh em rồi. Miệng răng đẹp hết toàn bộ nha. Mã này mã số 2 350 cho bốn cái này. 450 mm, 350 mm, 300 mm và 250 mm. Đó. Rồi tiếp tục. Mình lên cho anh em mã số 3. Mã số 3 là bốn cái bubi, rất là đẹp nha. Cái đây nó chấm hàng làm dấu nha anh em chứ không ảnh hưởng gì búa nha. Đây là nó làm dấu số 2 nè. Đấy, nó làm số 2 nè. Đây. Đó, búa rất là đẹp nha. Đây. Anh em, dòm búa rất là đẹp luôn. Đó. Búa rất là ok luôn nha. Anh lấy cái khăn lau mấy cái dao cho em. Đó, bốn cái búa bi. Thì mình cũng nói với anh em luôn, mấy bốn cái búa bi này cả cán luôn là trên 1 kg hết nha anh em. Bốn cái này là trên 1 kg hết. Đó. Mình đã cân cân điện tử nha anh em, bốn cái này là trên 1 kg hết. Nói chung là trên 1 kg chứ không cả cán luôn nha. Cả cán luôn là nó trên 1 kg hết. Bốn cái này là 390k, bốn cái này nha. Mã số 3 390k cho bốn cái này. Bốn cái này là toàn bộ trên 1 kg nha anh em, cả cán nha. Rồi, 390k cho mã số 3. Mã số 4 cho anh em. Mã số 4 cho anh em là một rổ Tommy Tovic rất là mới luôn nha. Gọi là chưa xài đến nha anh em, chưa xài đến nha. Hàng này là chưa xài đến, đủ các loại. Lục giác có, Tovic dẹp có, rồi đầu vặn tiếp có. Nói chung là đủ các loại luôn. Đấy. Đủ các loại. Đây, đầu vặn tiếp đồ to nhỏ là có hết nha anh em. To nhỏ có hết. Đấy. Đây. Đấy, Tovic gì rồi lục giác bông, lục giác thường gì. Nói chung là có cán này đầy đủ hết. Đây. Đó. Rất là ok luôn, một rổ là 40 cái. Tổng cộng là 40 cái nha nè, 40 cái, nguyên một rổ này là 40 cái. Thì mã này là mã số 4 là 200k nha, chỉ có 200k thôi. 40 cái, rất là mới, anh em về bán tính ra bao nhiêu tiền một cái? 40 cái. Đấy, 200k một cái. Anh em về tự nghiên cứu bán. Đấy, nó rất là mới luôn anh em nha, mới tinh luôn, gọi là chưa xài đến mà. Rổ này 40 cái, mã số 4 200k. Mình lên mã số 5 cho anh em nha. Mã số 5 là mình có một mã dao. Mã dao nha anh em. Mình xếp hết ra cho anh em xem luôn. Đây. Đó, đủ các loại dao. Đây, mã số 5 là 200k nha. Mã số 5 là 200k cho anh em nha. Đó. Số 5 là 200k cho anh em. Đây.
Đó, mã số 5 nha anh em. Mã số 5 này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cái. 11 cái dao này, mã số 5 nha, đầy đủ. Dao không bị mẻ nha. Có một cái là cái cán của nó này. Cái cán của nó là bị hư cán về anh em nghiên cứu cái cán này. Có một cái này, cái cán này bị thôi, còn toàn bộ là nghiêm chỉnh hết nha. Rồi, mã số 5 220k. Dao này có thương hiệu đàng hoàng nha anh em. Chữ gì, chữ Nhật, chữ gì không biết nữa. Rồi, mã này 11 cái dao 220k cho mã số 5. Mã số 6 cho anh em nha. Mã số 6 cho anh em là 15 cái kim. Kim cắt nha anh em. Mình đã mình nói với anh em rõ luôn. Cái mã này là 15 cái kim cắt nha. Kim cắt nha anh em. Đó, 15 cái. Mình chọn kim đẹp cho anh em. Rồi nó hàng bãi thì nó sẽ cứng. Mình đánh cáp sơ rồi, cho dầu vào rồi. Có cái nó nhẹ nhưng mà có cái nó cứng nha anh em. Anh em về phải có thời gian vệ sinh. Mình không có thời gian làm cho nó nhẹ hẳn nha anh em. Mình chỉ bỏ dầu nè, rồi đánh cáp sơ cho anh em, rồi cho dầu vào. Đó, đây là kìm cắt 15 cái. Anh em mua về bán lại là bao lời luôn cái này nha anh em. Đó, như cái này là có tuốt dây điện nè. Không phải bị mẻ nha anh em. Nó có ba cái lỗ, ba cái lỗ để tuốt dây điện nè. Đó, ba cái. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rất là đẹp, đó. Thì mình cũng lựa cho anh em hết rồi. Đây, anh em về cứ bỏ dầu vào. Mình đánh cáp sơ rồi, cho dầu rồi, anh em về bỏ dầu, kéo ra kéo vào cho nó nhẹ nha. Đó, kéo ra kéo vô cho nó nhẹ. Nó không phải là cứng 100% nha anh em. Nó có cứng, anh em bỏ dầu là nó sẽ trơn tru nha. Đây, mình xếp hết. Mình chọn kim đẹp cho anh em nha. Rồi mình cũng vào dầu mỡ rồi rồi, đánh cáp rồi. Đấy, như cái này thì nó nhẹ rồi. Có cái nó nhẹ, có cái nó nặng nha. Chứ không phải cái nào cũng nặng mà cũng không phải cái nào cũng nhẹ nha anh em. Anh em hàng bãi là anh em phải về chịu khó. Chịu khó đánh cáp, chịu khó vô dầu vô mỡ nè. Đó, vô dầu vô mỡ rồi cho nó đẹp nha anh em. Rồi nó trơn tru. Mình đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái anh em nha. Tổng cộng cái mã này 15 cái kìm cắt nha. 370k anh em đếm bao nhiêu tiền một cái. Rẻ hơn nữa là không có đâu anh em. Mình nói thật luôn á. 370k 15 cái kim. Không phải là 10 cái nha anh em. 10 cái thì 37.000 một cái. Ở đây 15 cái nha anh em. Đó là kim cắt. Rồi. Rồi mình vô mã số 7 cho anh em là kim nhọn nha. Cũng 15 cái luôn. Kim nhọn á, 15 cái là 320k. Thì cũng giống như cái dòng kim cắt kia là mình đã vệ sinh rồi, cho dầu mỡ rồi đấy, thì anh em về làm cho nó nhẹ ra mà để mà bán nha. Đó, đây là 15 cái kim nhọn mình xếp cho anh em luôn đấy. Đủ các kiểu kim nhọn 15 cái đó. Anh em thấy tất cả 15 cái kim nhọn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái. 15 cái kim nhọn này. Mình cũng cho dầu rồi, đánh cáp sơ rồi. Anh em về làm cho nó nhẹ là bán thôi nha. 15 cái kim này là 320k nha. 320k. Nếu mà 10 cái á, mà 320 á, thì 32.000 một cái. Còn có đây 15 cái nha anh em. 15 cái anh em đếm bao nhiêu tiền một cái nha. Rồi mình lên một mã kìm bằng đẹp cho anh em luôn nha. Thì cũng giống như mấy cái mã kìm kia, là mình đã chọn cho anh em hàng tương đối đẹp cho anh em. Còn cái mà nó cứng thì anh em về phải vệ sinh. Đấy, nó cứng là phải về vệ sinh nha anh em. Đó, chứ mình không có thời gian mà làm nhẹ hẳn cho anh em được nha. Đó, kìm to có, kìm nhỏ có. Đây, 15 cái 10 cái, mã này là 10 cái nha. 10 cái kìm. Kìm đây là kìm bằng nha anh em. Kìm bằng. Mã này là 350 nha anh em. Đó. Mình chọn là miệng là đẹp cho anh em thấy. Đã anh em cứ muốn thấy rõ, anh em chụp màn hình lại zoom to ra là thấy từng cái hết luôn nha. Rồi, 10 cái kìm này là mã số 8 350. Anh em về cho dầu mỡ vào cho nó nhẹ trơn tru nha. Trong này thì cũng có cái nhẹ cái nặng, nhưng mà không có nặng hết hoặc là không có nhẹ hết nha anh em. Anh em về cứ làm cho nó nhẹ. Vì hàng bãi là phải làm nha anh em.
Rồi 10 cái kim này 350k. Mã số 8. Rồi mã số 9 cho anh em là 50 cái kéo như thế này. Đây mình sóc lên cho anh em xem hết nha. Đó tất cả luôn cho anh em. Đó nguyên một rổ như thế này luôn. Đó mã rồi. Mã mới thấy rồi. Cái trắng. Rồi. Rồi mã này là 50 cái kéo nha anh em. Mã số 9 190k cho 50 cái kéo. Anh em kéo này to có nhỏ có nha. Đó không phải là to hẳn cũng không phải là nhỏ hẳn nha. Đây anh em dùng cái kéo. Anh em thấy nó to chứ đâu phải nhỏ đúng không. Đó. Thì 50 cái kéo này là mã số 9 190k. Mã số 10 cho anh em nha là kéo cắt vải. Đây mình đã mài bén rồi anh em nè. Mình mài bén cho anh em thấy cái đường mài của mình. Mình đã mài bén rồi. Vệ sinh rồi, đánh cáp sơ rồi, cho dầu mỡ vào. Rồi, đấy thì đây, có một cái kéo cắt sóng như thế này. Còn rất là bén luôn nha. Đó, một cái. Thì 10 cái kéo này là mình sẽ để cho anh em là mã số 10 là 390k nha. Mũi đẹp, mài bén, vệ sinh rồi. Anh em về chỉ cần lau sơ lại một cái là bán vô tư luôn. Đấy. Đây 10 cái kéo cắt vải. 10 cái kéo cắt vải nha anh em. Mũi đẹp nè, mài bén, sạch sẽ hết cho anh em rồi. Anh em dùng đây. Mài bén cho anh em rồi. Tất cả là mài bén rồi. Đó, lưỡi không mẻ, không méo, không móp. Rất là ok luôn nha anh em. Đó. 10 cái kéo cắt vải này là mã số 10 390k. Rồi mình vào mã 11 cho anh em là một mã dũa. Mã số 10 là một mã dũa. Rồi mình vào mã số 10 là một mã dũa cho anh em nha. Mình đếm nha anh em, lưu ý trên màn hình cho mình nha. Mã số 11 là 200k. Mình sẽ đếm nè. 1 nè. Đủ các loại dũa luôn nha anh em. 2 3 4 5 6. Đây là dũa lá nha anh em. 7 8 9. Dũa mặt trăng nha anh em. Còn rất là mới. 10, 11, 12, 13, 14, dũa lá nè. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Đó, dũa lá này rất là hiếm có luôn anh em nha. 25 cái dũa này, mã 11, 200k nha anh em. 200k cho mã 11. Rồi mình vào mã 12 cho anh em nha. Mã 12 cho anh em là 190k là kéo cắt tôn nha anh em. Đó, mình đếm bao nhiêu cái thẳng nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái thẳng nha anh em. 5 cái thẳng và 5 cái cong. Cong này là cong bình thường nè. Còn cong này là cong hơn nè anh em. Anh em thấy không? Cái này là cong bình thường. Còn cái này là cong cong hơn nữa nha. Đó. Rồi như cái này là cong bình thường. Cái này thì cong mũi ngắn như thế này. Đó. Nó đủ các loại trong đây để anh em về dễ xài. 10 cái kéo cắt tôn này nha. Mã 12 190k. 10 cái kéo cắt tôn này. Rồi mã 13 cho anh em là mã 13 cho anh em là cùm cáp, cùm tan cáp. Mình có mình lên một mã này là có 3 cái. Một cái lớn và hai cái nhỏ anh em thấy, một cái lớn và hai cái nhỏ. Đây, có móc neo đầy đủ, tất cả là móc neo đầy đủ nha anh em, móc neo đầy đủ. Đó, móc neo là không thiếu cái nào. Đây. Móc xích, móc cáp còn đẹp luôn, móc cáp đây còn đẹp luôn, móc cáp đây còn đẹp luôn. Móc ring hết không phải độ chế gì nha. Bọc nhôm còn nguyên ring. Đây. Bọc nhôm còn nguyên ring. Cáp thì không bị xù xì gì hết, cáp rất là thẳng đẹp luôn. Đó, cáp rất là ok luôn nha. Rồi, riêng cái mã này, ba cái cùm tan cáp này là 390k là quá rẻ anh em nha. Bao ship ba cái này thì tính ra là có 100.000 cái. Mình bao ship ba cái này là cho nó mất 90 đi. Nó rất là nặng nha anh em. Đó, 300k trở lên là mình bao ship chuyển đủ. Thì tính ra có 100.000 cái, nó rẻ như cho luôn anh em nha. Mã 13 là 390k. Mã 14 cho anh em nè. Một rổ tôi viết 40 cái. Rất là mới luôn. Cái rổ này
cán gỗ ít nha nè. Đó, anh em dùng toàn là nhựa. Rất là đẹp luôn, dài ngắn đầy đủ. Mình đã chọn là cái đầu đẹp cho anh em. Cái đầu đây, ba ke và dẹp mình chọn đẹp cho anh em rồi. Mã này là một rổ như thế này là 40 cái. Mã 14 nè, 190k cho 40 cái. Thì anh em đếm ra mấy ngàn một cái. Đúng không? Anh em đếm ra có 1000 mấy một cái thôi. Anh em đếm thử 40 cái là bao nhiêu tiền? Mã 14 190k nha, 190k cho mã 14. Mình lên mã 15 cho anh em có một mã làm vườn nha. Vườn có cái gì nha? Một cái cao nè. Đầu tiên nè, một cái cao nè. Hai cái cao nè, đây, mã 15 130k, chỉ có 130k thôi. Hai cái cao nè. Ba cái cao nè. Một cái bào như thế này, cái lưỡi nó mình mài sơ nó rất là bén luôn. Đó. Xẻng nè. 4 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. Đó. 10 nè. Mài bén hết rồi anh em. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 16 nè, mài bén hết rồi nha anh em. 17 nè. 18 nè. Đó. Tổng cộng cái này 18 cái 130k nha, 130k cho 18 cái này, mã 15. 130k cho 18 cái này. Rồi mình lên mã 16 cho anh em là búa nha. Thì mã búa này là mã 16 là 230. Mã 16 là 230k nha. Rồi một cái búa, búa này 1 ký nha. Một cái búa đóng đinh nhổ đinh như thế này nha. Là 2. Búa cán sắt đóng đinh nhổ đinh là 3. Đóng đinh nhổ đinh là 4. Búa như thế này là 5, còn rất là đẹp luôn nha anh em. Là 5. Cái này là 6. Cái này là 7. Cái búa bi rất là đẹp luôn, cán còn đẹp luôn nha anh em. Đó. Là 8. Rồi. 2 4 6 8 và 9. Cái này mấy cái này? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đúng rồi. Này. Đây anh em nha. Đây, 10 cái nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 và hai cái đây nữa là 10 cái. Đó, 10 cái. Búa bi nhỏ và búa bi lớn. Nguyên cái mã này là 10 cái nha anh em, 10 cái, 10 cái. Tổng cộng là 10 cái. Đó. 10 cái búa này là mã 16 230k. Mã 16 nha anh em, 230k. Đấy. Rồi. Mã 17 cho anh em gồm có gì? Một cái búa này. Rất là đẹp luôn nha anh em, rất là đẹp luôn. Rồi. Rất là đẹp. Quay cái chiều này lại cho anh em dễ thấy nha. Rồi, mã 17 là 250. 250k nha mã 17. Một cái búa này, búa này là 1 ký mốt nha anh em. Rồi, một cái búa dùng để mình đề kê vậy, mình đóng vậy là chặt đồ nha anh em. Đây, cán còn nguyên rinh luôn. Cán còn đẹp nguyên rinh, cán cao su. Đấy. Cái lưỡi này còn rất đẹp luôn. Đó, còn cái này nó hơi tà một tí, sắc với sắc là nó phải tà nha anh em. Và cái này gõ lên đây. Đấy, mình đón đồ cắt đồ nha, còn nguyên rinh luôn nha anh em. Hai cái. Búa nhổ đinh đóng đinh là ba cái. Búa này một đầu nhọn một đầu dẹp như thế này là 4. Búa nhỏ nhổ đinh đóng đinh là 5. Búa bi là 6. Búa này là 7. Búa này là 8. Búa này là 9. Búa này là 10. Đó, 10 cái. Tổng cộng 10 cái này nha, 10 cái này 250k. Mã 17. Rồi, mã 18 cho anh em nha. Mã 18 cho anh em. Mình lên mã 18 cho anh em nha. Một thúng tô vít luôn anh em nha. Một thúng tô vít anh em dùm kỹ nha. Rất là đẹp luôn. Từ nhỏ đến lớn luôn nha anh em. Từ nhỏ đến lớn luôn. Nguyên một cái rổ này luôn. Mình xả rẻ cho anh em nguyên một rổ này luôn. 200 cái. Cái rổ này mình đã đếm cho anh em là 200 cái. Mình có bỏ vô đây hai cái nữa là 202 cái nha. Đó, mình chọn cái miệng đẹp cho anh em rồi. Tô vít chắc chắn cho anh em rồi. Đó. Nguyên một rổ như thế này luôn. Một rổ như thế này. 200 cái tô vít nha. Ba ke có, dẹp có, cộng có, trừ có. 290k. Là 200 cái nha anh em. Mã 18, 290k.
Đây anh em, tiếp tục mã 19 nha anh em. Mã 19 250. Mã 19 là 250 nha anh em. Gồm có cái gì? Búa, rất là đẹp luôn nha. Anh em dùng cái kiểu búa rất là đẹp luôn. Đó, một cái này, búa nhổ đinh này, đóng đinh này. Ở đây, đây là nó có cái ren trong đây nha. Tra không khó xúc nó nha anh em. Đó, còn nguyên đẹp luôn. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8 9 10 11 12 13 cái. 13 cái này 250k mã 19. Mã 20 cho anh em là mũi con gỗ nha, có một mã duy nhất luôn nha anh em. Mũi con gỗ có một mã duy nhất luôn. Trong này là có ba cái là khoan bàn tay, mình cứ xỏ cây vào mình khoan bàn tay nha. Đó, to nhỏ có đầy đủ, thẳng đẹp, mình đã vệ sinh rồi, đánh dầu lên rồi, anh em về chỉ việc dùng thôi. 3 này, 4 này, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Tổng cộng là 25 cái mũi khoan nha anh em, mũi khoan gỗ 25 cái, mã này là mã 20. 200k nha, 200k cho anh em. Đó, 200k 25 cái, có mấy ngàn một mũi thôi anh em à. Anh em đi ra ngoài mua thử cái mũi khoan như thế này mà mấy ngàn một mũi, ở đâu ra anh em? 25 cái, nếu mà 20 cái là 10.000 một mũi, đây là 200k. Nếu 20 cái thì là 10.000 một mũi. Mà ở đây 25 cái thì có mấy ngàn mũi mà anh em đi đâu ra mua mấy ngàn mũi vậy anh em? Đó, không rẻ thì cái nào rẻ hơn anh em? Mã 20 200k. Chưa có nhắc. 21. 21 hả? Anh lấy mấy mã xà cày kia bao nhiêu? 21. Rồi, mình lên mã 21 cho anh em nha. Mã 21 cho anh em là ba cái mũi như thế này. Đây, mã 21, 160k cho ba mũi này nha anh em. 160k cho ba mũi này. Mũi này là mũi 30 nha anh em. Mũi này là mũi 30 nha, dùng cho mấy đục mấy đục 30 nha anh em. Đấy, mũi 30 còn rất là đẹp luôn nha. Ba mũi này 160k còn đẹp luôn nha anh em. Đó, ba mũi bằng nhau luôn. Mình đo chiều dài nó cho anh em xem. Mũi này là 40 nha anh em. Đó, 39 sen là đúng, chính xác luôn, là 39 sen. Ba mũi này 160k. Mã 21. Rồi đây anh em ơi, mình lên tiếp cho anh em mã 22 nha. Mũi này là mũi đục 30 ly luôn nha anh em. Mũi này là mũi 30 nha. Mũi 30 dùng cho máy 30 ly nha. Rồi, tổng chiều dài của mũi là 58 sen. Ba mũi này dài bằng nhau. Ba mũi này là dài bằng nhau nha anh em. Mũi còn đẹp, còn ok luôn á. Dài ba mũi bằng nhau là dài 58 sen. Mã 22 190k cho ba mũi này anh em. Lấy về đục cũng được, dùng cho máy cũng được, còn không là anh em độ làm đầu xuống xà beng gì đó nha anh em. Rất là ok luôn, nó bằng thép. Mã 22 190k. Ui, nó nặng lắm anh em ạ. Mã 23 là mũi dê cho anh em nha. Mũi dê này. Đó, mình lấy cho anh em là 5 mũi nhọn và 5 mũi dẹp. À, 5 mũi, 4 mũi nhọn và 6, 2, 4, 6 mũi dẹp nha nè. Đó, cái này là xét mì nhưng mà bên Nhật nó trui á. Chất thép nó trui rất là ok luôn nha nè. Không phải giống như bên mình đâu. Nó đã làm chuẩn bên Nhật là nó nổi tiếng về chất trui thép anh em. Đó, 4 mũi nhọn và 4 mũi dẹp. 5 mũi nhọn và 5 mũi dẹp nha anh em. Đây. Đó. Mã này 5 mũi nhọn và 5 mũi dẹp. 200k mã 23 nha. Mã 23 là 200k. 200k cho 10 mũi này nha anh em. Rồi, mã 24 cho anh em là mũi gài nha.
Mũi này mũi gai, nó là dùng máy cho em cái thước trên bàn, trong cái thùng xốp, thùng giấy đó sao. Mũi này là mũi gai nha anh em, mũi gai khuyết như thế này nè, đó mình nghiêng về là anh em thấy này, đó tất cả là mũi gai nha. Đó, mã này là mã 24, 250 chỉ 40 cái mũi gai này nha. Để mình đo cho anh em là dùng máy bao nhiêu ly nha, 4 mũi bằng nhau luôn. Đầu tròn của nó nè anh em, đầu tròn của nó là 24 nha. Đây là đầu tròn 24. Còn hình lục giác của nó, mình đo hình lục giác của nó nha. Hình lục giác của nó là 30 nha anh em. Đấy, đây là dùng cho máy đục 13 ly luôn nha anh em. À, đục 30 ly luôn. Đục 30 ly mũi gài nha. 4 mũi như thế này, 1 mũi dẹp, 3 mũi nhọn. Tổng chiều dài của cái mũi dẹp này là 40. Còn 3 mũi nhọn này dài bằng nhau là 36. Rồi, mã 24, 250. Đây kia xong. Rồi, mình lên mũi. Mũi đục, mũi dùng cho máy đục 17 ly nha anh em. Đây là dùng cho máy đục 17 ly. Gồm có 10 mũi nha anh em, tổng cộng là 10 mũi. Mình xếp hết ra đây anh em thấy. Đó. 2 4 6 8 10. 10 mũi này dùng cho máy 17 ly nha anh em, mũi đục 17 ly nha, không phải là 21 ly đâu nha anh em. Đấy, mình nhắc đi nhắc lại là đây là 17 ly anh em mua về. Cái này là mình chỉ có lấy trong bãi ra sao mình bán vậy chứ mình chưa có đánh cáp luôn anh em, về đánh là cho nó sạch sẽ ra là xoa dầu lên là ok là bán ra anh em nha. Mã 25 270k cho 10 mũi này. Mã 26 cho anh em. Có 3 mũi đục này như là nó là 35 mấy 35 mà sao anh em? Đúng rồi, nó là 35 anh em. 3 mũi đục này. Có một mũi dài hơn một tí, hai mũi này ngắn hơn. Mình đo chiều dài nó nha. Cái mũi dài hơn của nó là 46. Còn hai mũi này là 44, trên lệch 2 phân anh em nha. Đó, một mũi này dài hơn, hai mũi này ngắn hơn. Cái này là 35 ly. Dùng cho máy 35 ly nha anh em, mũi lớn hơn mũi nãy là 30, còn đây là 35, 3 mũi bằng nhau. Rồi, 200k, mã 26 200k cho mã này nha. Mã 27 cho anh em là một rổ tiếp. Một rổ tiếp này thì mã 27 nha, 250k. Gồm có là 100 cái nha anh em, 100 cái trong đó là có đầu nối ngắn dài đầy đủ nha. Đầu nối ngắn dài, đây là đầu nối nha anh em. Đây, đầu nối. Thì ví dụ anh em đây mình đây anh em nè. Đó, đây là đầu nối ngắn. Anh em nối vào. Anh em muốn dài lên thì anh em cứ bỏ cái này vào. Đây. Đó, đây là dài. Còn anh em muốn nối lên nữa thì anh em cứ dài nối lên. Đó. Đầu nối rồi có sẵn. Đây anh em nha, 100 đầu nối. Lớn nhất trong đây là 30 mm nha, lớn nhất là 30 mm. Nhỏ nhất trong đây à. Nhỏ mà nó nhỏ nhiều kiểu nha anh em. Nó nhỏ dài cũng có mà nhỏ ngắn cũng có nha. Đây, nhỏ ngắn cũng có, nhỏ dài cũng có là 40 mm nha. Nhỏ nhất là 40 mm và lớn nhất là 30 mm. Thì nguyên cái rổ này là 100 cái. Mã 27 250. Mã 28 cho anh em là móc và cùm mã ní nha. Móc thì có bao nhiêu cái này? Đếm đây anh em thấy nha. Đây. Móc này là móc dặn nha anh em. Dặn vào là khóa lại, mở ra thì nó mới bung được nha. Đó. Khi anh em bỏ vô anh em dặn cái này lại là cùm luôn. Đây là móc an toàn đấy anh em. Dùng cho leo trụ điện nè, leo cây. Rồi, 3 này. 4 này. 4 cái và một cái cùm như thế này là 5. Đây là mã 28 190k nha. Đó, 5. Một cái rồng rọc như thế này đang hoạt động luôn. Nhỏ nha, 6. Rồi, cùm mã ní thì đây. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tổng cộng đây là 15 cái. 190k cho mã 28 nha anh em. 29 một rổ như thế này. Đây.
Đây là bấm ghim nha anh em. Đây là bấm ghim. Mã 29220K. Bấm ghim hiệu Max. Đó, hai cái bấm ghim này. Mình đổ rổ ra mình đếm cho anh em luôn. Đây hai cái bấm ghim này. Bánh xe. Bánh xe đang hoạt động bình thường nhưng mà nó lộn trong đồ nghề á, mình lấy mình bỏ ở đây mà cho anh em luôn. Anh em nào cần thì cứ nghiên cứu. 3 4 4 với 2 bấm ghim là 6. Bánh xe này là 7. Một cái thể dục tay nha anh em. 8. Đây là ủi. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 và một cái cưa gấp là 23. 23 cái rổ này, 23 cái này, trong đó có 4 cái bánh xe, một cái rồng rọc, hai cái bấm ghim. Rồi, mã 29 là 220K nha. Mã 30 cho anh em là cùm chữ C và có một cái cảo, đây là như cảo quay lăng anh em. Đây là cảo quay lăng của xe máy nha. Đúng rồi, cái này là cảo quay lăng của xe máy anh em nha. Nói chung cái dòng này hiếm có về lắm. Nhưng mà mình bỏ chung ở đây mình bán luôn. Đây là một cái cảo quay lăng. Rồi còn ở đây một cái cảo gì đây? Đây cũng là một cái cảo nha anh em. Khi mình dặn ở đây là cái này nó thụt lại, còn nếu mà mình dặn vào là cái này nó sẽ lòi ra. Đây, mình dặn này, đó. Nó thụt lại, cái này là nó nở ra nha anh em. Bây giờ mình dặn vào là nó sẽ nở ra này. Đó. Đây. Nó nở ra nha. Đó. Đây cũng là một cái cảo mà mình không biết cảo gì anh em nha. Rồi hai cái cảo này. Một cái cùm như thế này. Đây mã 30 nha, 250. Quá rẻ anh em nha. Anh em mua một cái cảo quay lăng này là đã thấy có tiền rồi. Cùm này. 4, cùm 5, cùm 6, cùm 7, cùm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cái nha anh em. Cái mã này bảo đảm anh em luôn. Anh em không xem sớm thì bảo đảm lên video là có người chốt luôn nha anh em. Mã 30, 250. Mã 31 cho anh em là taro ren ngoài nha anh em. Cái này thì nó mất cái tay bên đây. Nói chung là còn gai dạng bình thường hết nhưng mà nó mất này. Đây, lấy qua đây mình dặn bên đây nè. Đó, nó mất một cái tay. Còn cái này thì anh em cứ bỏ cái này vào thôi. Đây, nó có cái nút giữ chỗ đây. Mở con ốc này ra. Anh em bỏ vào. Đó, rồi dặn vào thì nó không rớt ra được. Cái này anh em cứ taro ren thôi. Một cái này. Cái này thì còn đầy đủ luôn. Hai cái này, ba cái này. Rồi, một cái này nữa. Là 4 nha, cái này nó mất cái tay bên đây rồi. Là 4 nè. Rồi. 5 6 7 8 9 10. 10 cái này 250 nha anh em. Mã 31 250K. Mã 32 là mỏ lết nha. Mỏ lết là mình nói cái mã này là tất cả là đã vệ sinh sạch sẽ và cho dầu mỡ rồi, hoạt động trơn tru cho anh em rồi. Anh em về chỉ có rửa qua dầu rồi lau sạch sẽ là bán thôi nha. Đây là một cây là size 300ml nè. Đây là 250ml nè. 250ml nè. 250ml là 3 cây nha. 200ml nè. 200ml. 200ml, 200ml, 200ml. 6 cây 200ml, 250ml, 6 cây 200ml. Và 3 cây là 250ml, 1 cây là 300ml. Tổng cộng là 10 cây hoạt động ok rồi. Mã này là mã 32 350K nha. Mã 33 cho anh em là cà lê đầu dòng nha anh em, cà lê đầu dòng. Cà lê hai đầu dòng này. Thì nhỏ nhất trong đây là 10, có một cây này là nhỏ nè, 13, cây này là 13, 13, 15, một cây 13, 15. Có một cây một nha anh em. Rồi, đây là 10,
17, 19. Coi như là 17, 19 là nhỏ nhất đi. Mình không có lấy theo thông số là từ nhỏ đến lớn, là mình cứ lấy lộn xộn như thế. Nhưng mà mình biết trong đây là nhỏ nhất là 17, 19. Lớn nhất trong đây là 23. 26, 36 là lớn nhất nha nè. 36 là lớn nhất. Tổng cộng là có 12 cây. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cây đó nè, 12 cây. Cây này không phải nha nè. 12 cây. Mình đếm lại cho anh em nha. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đúng 12 cây nha nè. 12 cây này, nhỏ nhất là 17, 19, lớn nhất là 36 nha. Mã 33, 220k. Mình lựa tất cả là đầu miệng đẹp cho anh em về để mà sử dụng được và bán được nha anh em. Rồi. Mã 34 cho anh em nha. Một đống cà lê mới luôn, mới tinh luôn. Gọi là cái này chưa xài nha anh em. Chưa xài. Hàng có thương hiệu đàng hoàng anh em nha. Đây anh em. Hàng thương hiệu đàng hoàng nha. Tất cả hàng đẹp chuẩn luôn nha anh em. Chưa xài bây giờ luôn. Cái lớn nhất của nó là 32. Còn cái nhỏ nhất bao nhiêu mình không biết luôn. Nói chung là cái này mình không có lựa số thông số từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ lớn đến nhỏ đâu. Mình cứ lấy thí xác có nhỏ có lớn cho anh em á. Mình lấy 20 cái nha. 20 cái là mã 34 nè, 250. Mã 34 là 250 nha. 3 nè. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cái nha anh em. 20 cái này là mã 34, 250. Rồi. Mã 35. Còn hai cái này nha. Rồi, mình lên cho anh em một cái đội. Mã 35 nha anh em, một cái đội. Đội này là cái thông số tấn của nó là bị chóc rồi anh em à. Nhưng cái này là theo như mình bán thường trên đây là thường là cái này là 5 tấn đó anh em nha. Để mình coi đúng 5 tấn. Nó tróc hết rồi anh em. Cái này đang hoạt động bình thường nha anh em. Đúng rồi, cái này 5 tấn nha anh em. Đây, mình cho anh em xem nè. Đây anh em nè. Đây. Cái này 5 tấn này anh em nè. Ngay ngón tay mình luôn. Đó, 5 tấn này. Ngay đây nha anh em. Đó, cái đội này là đội được 5 tấn nha. Cái này mình để cho anh em là 290k cái đội này nha. Mã 35 đúng không? 35. Đội này là mình để cho anh em là 290k nha anh em. Đó, đang hoạt động bình thường luôn nha anh em. Cái này đang hoạt động bình thường luôn. Mã 35, 290k nha. 290k cho mã 35. Đang hoạt động bình thường nha anh em. Mình đã đội lên một đoạn dài cho anh em rồi. Đó. Ti nó vẫn còn sáng. Đẹp luôn. Đó. Đội 5 tấn nha anh em. Rồi 290k cho một cái đội này. Đây là cái 7, đây là cái 9. Rồi mình lên. Tiếp là mã 36 nha. 36 cho anh em. Hai bảy hả? Hai ký bảy, một ký chín. Đây 36 rồi, ghi 37. Ghi đúng theo giá tiền đó luôn. Rồi. Mình lên cho anh em hai cái búa thế này. Hai cái búa rất đẹp luôn nha. Mã 36 là 260k. Cái này là 1 ký 9 nha anh em. Mình ghi nè.
1,9 nè. Còn cái này là 2,2 kg. Đây là 2,7 kg. Cái này 2,7 kg nha. Còn cái này 1,9 kg nha. 260k cho hai cái này nha anh em. 260k. Hai cái này không lỗi một tí nào luôn nha anh em. Rất là đẹp luôn. Đây. Rất là đẹp. Đó. Rồi. Mã này, mã 36, 260k. 37 không? 37. Rồi đưa giấy, không có đây. Mình lên mã 37 cho anh em nha. Là có xà cầy đây. Đây là xà cầy lục giác nha anh em. Có 2, 4, 5 cây xà cầy lục giác này. 5 cây. 5 cây lục giác, đầu đẹp, đuôi cũng đẹp luôn. Đây mình cho anh em xem đuôi nó nè. Đó. 5 cây này. Mình để cho anh em là 170k là quá rẻ anh em nha. Vì sao nó rẻ? Thì cái đầu nó bị đóng nó hơi tà một tí anh em nha. Cái đầu ở trên đây nè. Đấy, mấy cái đầu đây nó hơi tà một tí. Mình để cho anh em 5 cây này là 170k nha anh em. Mình đo cây dài nhất nha. Là 68. Cây thứ hai là 60. Cây thứ ba là 45. Cây thứ tư là 44,5. Cây cuối cùng là 40 nha anh em. Đó, 5 cây này mình đo kích thước rồi đó. Mã 37, 170k nha anh em. Đây là mã 37 nha, 170k. Rồi mã 38 cho anh em là 5 cây xà cầy. Dài. Đây, nó có số trên đây luôn anh em. Đó, 4 tấc rưỡi nha. Là 45 đó, dài 45. Là có mấy 3 cây. 3 cây là dài 45 nha, còn 2 cây còn lại nó ngắn hơn. Mình đo cho chính xác cho anh em nha. Rồi, 3 cây đây là dài 45 này. Còn 2 cây này là một cây dài 39. 2 cây bằng nhau 39 hết nha anh em. Đó, 2 cây này là dài 39, còn 3 cây này là dài 45. Miệng đẹp hết. Cây này không bị lỗi nha. Mã nó là mã 38. 38 là 200k nha anh em. 38 là 200k cho 5 cây này. Rồi mình lên mã 39 cho anh em nha. Mã 39 là 4 cây xà cầy này. Đây. Đó, đầu đẹp luôn. 4 cây nha. Mã 39. Mã 39 là 200k luôn nha anh em. Mình để cho anh em cái này. Hay mình để 180k cho đây. Rồi. 180k cho 3 cây này nha anh em. Rồi 180k cho 3 cây này. Mã 39 180k nha. Mình đo chiều dài cho anh em xem nha. 61 58 55 54. Đó, 4 cây này. Kích thước mình đã đo rồi nha anh em. Là 180k cho mã 39. Rồi mình lên mã cuối cùng cho anh em luôn là mã 40 nha. Mã này mã 40 nha anh em. Mã cuối cùng luôn. Đây. 4 cây xà cầy đây. Đầu nó đây anh em nha. Đẹp luôn. Đuôi nó đây. Đó. Rồi mình đo luôn cho anh em nha. Cây đầu tiên là 58. Cây thứ hai là 60. Cây thứ ba là 54. Cây cuối cùng là 46. Đấy, mình đo kích thước cho anh em rồi. Mã này là mã 40, 170k cho 4 cây này. Rồi, anh em cho mình dừng video đây để mình ở video cho anh em chốt hàng nha. Anh em lưu ý cho mình là chốt hàng thì đơn hàng từ 300k trở lên chuyển khoản là mình bao ship cho anh em. Còn nếu mà dưới 300k thì anh em cọc cho mình theo tùy theo đơn hàng của anh em là 30%. Là khi anh em chuyển khoản á là anh em gửi cái hình chuyển thành công qua giúp mình hoặc là gọi cho mình để mình xác nhận. Còn ví dụ như mà anh em lấy đơn nào mà dưới 300k mà anh em muốn mình bao ship ấy, thì có thể giữ lại để chuyển cọc cho mình để mình giữ cái đơn đó lại. Ngày mai anh em có thể xem tiếp và chuyển đủ cho mình, chốt thêm mã nào chuyển cho mình từ 300k trở lên rồi mình sẽ bao ship cho anh em nha. Còn nếu mà anh em không chốt thêm nữa mà chốt một mã mà nó dưới 300k thì anh em cọc cho mình
là được rồi, là hàng lên đường nha. Còn hàng mình là không ship code nha anh em. Anh em chốt hàng thì nhắn qua số Zalo cho mình có để ở dưới tiêu đề á. Anh em nhắn qua là chốt mã số bao nhiêu là mình sẽ trả lời cho anh em muộn nhất là 5 phút nha anh em nha. Chào tất cả anh em nha.